chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022 với mục tiêu 90% người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm đủ 3 mũi vaccine COVID-19 đến hết quý 1 năm 2022. Làm sao để đạt được các mục tiêu này? Phóng viên VTC1 đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Được biết là bắt đầu từ hôm nay thì là sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm 2022. Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là tại sao chúng ta lại phải tổ chức cái chiến dịch này và cái mong muốn khi mà chúng ta tổ chức chiến dịch này là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là chúng ta đang đứng trước một cái thời khắc rất quan trọng. Đấy là cái giai đoạn mà các biến chủng mới xuất hiện liên tục. Và thực sự mà nói các biến chủng mới cũng đã có ở Việt Nam rồi. Một cái điều nữa là chúng ta đang ở trong một cái nguy cơ rất lớn, bởi vì là sẽ rất nhiều người di chuyển về quê. Vì thế cho nên cái nguy cơ cực kỳ lớn đối với cả cộng đồng. Và chúng ta cũng thấy rằng là dù chúng ta có cố gắng đến mấy thì cái lượng mà những cái người mà còn chưa được tiêm trong cộng đồng vẫn còn. Và đấy chính là lý do mà nhà nước, chính phủ cũng như Bộ Y tế đang rất lo ngại trong cái đợt Tết năm nay. Vâng thưa ông, vậy thì cái kế hoạch triển khai cái chiến dịch này sẽ được thực hiện như thế nào và cụ thể sẽ được triển khai tiêm cho những nhóm đối tượng nào? Toàn bộ hệ thống y tế dự phòng đã có một công tác chuẩn bị suốt trong thời gian vừa rồi. Chúng ta cũng thấy rằng là cái công tác tiêm chủng là một công tác thường xuyên. Thế nhưng mà trong cái giai đoạn này chúng ta còn đẩy cái hoạt động ấy lên ở một cái mức độ cao hơn rất nhiều. Cụ thể như là cái vấn đề tiêm chủng tại nhà chẳng hạn, để có thể tiếp cận được nhiều nhất những cái đối tượng mà do cái điều kiện về bệnh hay là do những cái điều kiện khác mà họ khó có thể tiếp cận được đối với cả y tế. Rồi những cái công tác khác, ví dụ như phòng chống các cái phản ứng bất lợi chẳng hạn, để đảm bảo rằng là cái chiến dịch tiêm trong cái mùa xuân năm nay nó an toàn. Tất cả những người dân mà còn sót lại thì sẽ được tiêm. Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta cố gắng làm sao bao phủ được hết cái nhóm trong quá khứ. Tuy nhiên có một cái nhóm hết sức quan trọng, đấy là cái nhóm người có bệnh lý nền, những người có vấn đề về miễn dịch, những người có cái vấn đề về sức khỏe, thì những người đó sẽ phải được tiêm cái mũi bổ sung càng sớm càng tốt. Thì đấy chính là cái mục tiêu lớn nhất trong cái chiến dịch này. Và ngay cả những người đã tiêm xong rồi mà đã họ xong được 3 tháng sau cái mũi tiêm cuối cùng thì cũng là cái thời gian phù hợp mà hợp lý để tiêm cái mũi nhắc lại. Vậy thì chúng ta có đặt ra một cái mục tiêu của cái chiến dịch tiêm chủng này là sau khi kết thúc chiến dịch tiêm chủng thì chúng ta sẽ đạt được cái con số tỷ lệ bao phủ vaccine là như thế nào hay không? Để chúng ta hoàn thành nốt cái mũi tiêm để có thể trên 90%, có thể là tiệm cận với cả 100%, thì cái điều đó là vô cùng khó, rất là khó, bởi vì sẽ có những đối tượng là gần như là không thể tiêm được hoặc là nó rất khó tiếp cận. Và tôi hy vọng rằng là những cái người mà còn sót lại trong giai đoạn vừa rồi chưa tiêm chủng hoặc là vì lý do này lý do khác mà chưa tiếp cận được với tiêm chủng thì đợt này sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Và chỉ khi chúng ta có cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở cái mức độ tuyệt đối, ở cái mức độ cao, thì chúng ta mới có thể là yên tâm để mà có thể sống chung với COVID-19. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin chia sẻ hữu ích của tiến sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong năm 2021, nghề khai thác hải sản gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Cùng với đó thì xăng dầu lại liên tục tăng giá. Tuy nhiên vào thời điểm này, tại vùng ven biển miền Trung lại vui như hội khi những chuyến tàu cập cảng đầy ắp tôm cá. Đánh bắt bội thu, giá cả tăng cao đã khiến cho ngư dân tin tưởng sẽ có một cái Tết đầm ấm, sung túc. Cập cảng sau 3 ngày vươn khơi, tàu cá của ông Võ Trọng Lực đánh bắt được hơn 20 tấn cá, ước tính bán thu về 200 triệu đồng. Sau khi khấu trừ chi phí xăng dầu, ông và các thuyền viên có gần 150 triệu đồng. Anh em chúng tôi đã đi chuẩn bị cuối năm nay là về chuẩn bị chui tàu để nghỉ Tết. Thì cũng có đánh bắt thu nhập được một số thực phẩm thì cũng đạt cao. Đấy, để chuẩn bị về đón ngày Tết thì chuyển biến cuối năm này anh em cũng thấy là rất chi là phấn khởi. Ngay khi cập bến, các thuyền viên trên tàu cá của ông Phượng đang tất bật phân loại cá. Trong chốc lát, hơn 5 tấn cá được đưa lên thuyền nhỏ để chuyển vào chợ. Tính toán sơ bộ, chỉ một đêm đánh bắt, tàu cá mang về hơn 30 triệu đồng khi đã trừ chi phí xăng dầu. Tổng kết cuối năm thường rất là thu hoạch quá cao. Cho nên anh em cũng có cái nguồn động viên trong đề tàu thì để anh em đã đánh bắt có cái hiệu quả để nâng cao đời sống để anh em chuẩn bị tiếp tục nghỉ Tết để tiến hành cho sang năm 2022 để anh em vươn khơi bám biển tiếp. Những chuyến biển cuối năm không những được mùa mà còn được giá.
giá hải sản đã tăng từ 10% đến 20% so với trước đây. Sau khi cập cảng, hải sản được các thương lái thu mua tận nơi nên người dân rất phấn khởi. Trong năm 2021, bà con nhân dân đã đóng mới 6 tàu có công suất 1.000 CV trở lên và khi khai thác thì rất hiệu quả. Và tổng sản lượng đánh bắt thủy sản đến thời điểm này là đạt 16.000 tấn, đạt 104% so với kế hoạch đề ra. Và bình quân thu nhập cho mỗi lao động như vậy là 90 đến 110 triệu đồng trên một năm. Tín hiệu tích cực từ những chuyến biển cuối năm, ngư dân sẽ dành vài ngày để nghỉ ngơi, mua sắm Tết cho gia đình, rồi tiếp tục vươn khơi, bởi những chuyến biển xuyên Tết luôn mang lại nhiều lộc cho ngư dân. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe công đoàn miễn phí giúp hơn 2.000 công nhân về quê đón Tết. Ngoài ra, mỗi lao động còn được hỗ trợ 100.000 đồng tiền ăn trưa. Những chuyến xe này có lộ trình về các tỉnh, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cầm trên tay chiếc vé xe không đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng, đưa về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình với những công nhân ngoại tỉnh. Đơn giản, đó là hạnh phúc, đó là Tết. 7 tháng vừa qua thì vì tình hình dịch Covid cho nên là em không có thể nào về thăm nhà được. Thì ngày hôm nay là chuyến xe em cũng rất là may mắn và khi mà được hỗ trợ khi trên chuyến xe công đoàn để mà trở về nhà. Và hiện tại theo tình hình dịch thì cái chuyến xe ở về nhà em là nó không được, không có chạy. Thành ra là em cảm thấy rất là biết ơn và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được tham gia vào trong cái chuyến xe công đoàn này. Để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, công nhân, người lao động tham gia chuyến xe phải khai báo y tế trên phần mềm, quét mã QR và thực hiện test nhanh COVID-19 trước khi xuất phát. Cán bộ chuyên trách tham gia phục vụ chuyến xe công đoàn phải mặc quần áo phòng chống dịch trong suốt hành trình. Khi đi đến những chiếc xe công đoàn này thì trước khi này mình đã có test COVID, kết quả của mình âm tính thì nó sẽ an toàn hơn cho những chuyến xe ngoài. Và nói cho em gửi lời cảm ơn đến công đoàn thành phố và chuyến xe công đoàn này rất nhiều ạ. Trong những hành trình trở về của công nhân, tuyến phía Bắc địa phương xa nhất là thành phố Thanh Hóa, tuyến phía Nam đến thành phố Nha Trang, tuyến Tây Nguyên đến địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đại dịch, cuộc sống của những công nhân ngoại tỉnh càng thêm khó khăn bội phần. Vì thế, những chuyến xe không đồng thiết thực như thế này đến trực tiếp với người lao động xa quê rất kịp thời và ý nghĩa. Chúng tôi mong muốn rằng với sự trở về lần này của người lao động sẽ có một cái Tết đoàn viên sum họp cùng với gia đình của mình và giữ gìn sức khỏe và sớm trở lại thành phố Đà Nẵng để lao động và làm việc. Những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình dần dần lăn bánh, xa xa là những cái vẫy tay tạm biệt, lời chúc mừng năm mới bình an mà con người Đà Nẵng dành tặng họ. Chiều nay, tối nay hoặc ngày mai, những người con xa quê sẽ trở về nhà. Một cái Tết thật sự đang đến rất gần.